cái mà em phải chụp nó full cái chiều chạy của mình bình thường nó tới nè, lùi nè, lùi trái, lùi phải. Nói có mình bỏ bệnh dịch nha. Robot đang nhiều con hơn. Tùy bé chị, có nhiều nhiều bé nó cho nó cũng không chơi nữa. Nó tùy nó thích thế nào đó, chị ấy chị cứ chọn lại. Nhiều khi bé nó thích robot. Robot nó nằm ở phía trong mà kìa. Thôi đi. Lên thôi. À, để con bước vô nè. Con nít này nói về đồ chơi thì nó khoái hết á. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đây, chị hãy on off ha. On qua. Thì ngay lúc này thì nó sẽ có tới lùi nè. Tới lùi em sẽ để xuống đây. Quẹo trái nè, quẹo phải nè. Ở đây tới lùi thì nó sẽ là ở đây. Tới nè, lùi nè. À, khi mà tới kết hợp với quẹo thì nó sẽ quẹo ngoài. Cái này là nó sẽ hạn chế các bé leo lên ngồi. Tại vì cái trường hợp này là có rồi cho nên em dặn chị, bé nó sẽ ngồi cho nên nó sẽ cong cũng cực trục nha. Cho nên nó sẽ bị với lại nó hư cái vàng này không chạy được. Nên em phải dặn chứ. Rồi bỏ lại. Có cái quà gì không chị? Có phải con gói luôn cho con đang đứng trên bàn nè. Được rồi, tôi con dưới này con sợ. Nóng với lại